may mắn này. Và cái thứ hai là một năm rất là nhiều niềm vui, đặc biệt là khi mà em chào đón em bé đúng không ạ? Hai mẹ con sẽ mẹ tròn con vuông trong năm nay. Và chúc mừng sinh nhật em. Đây là phần quà của em và em có thể bóc và đọc tiếp. Em xin lỗi bóc quà trước ạ. Sinh nhật của em thì cũng là đánh dấu cái quãng thời gian mà tròn 3 năm em làm việc tại Việt Nam Quốc. Thì Việt Nam Quốc cũng phải nói là đúng là một ngôi nhà thứ hai. Bởi vì là sao? Khi mà em bước vào đây thì mới ra trường này, xong rồi đến có người yêu này, xong rồi một người chồng này, xong rồi bây giờ lại có thêm một thành viên mới nữa. Thì hy vọng là sắp tới em sẽ tiếp tục được đón sinh nhật tại đây và nó sẽ theo em suốt cả cái một thời gian dài sắp tới nữa. Mọi người có nhớ đến Mai đúng không ạ? Mai thì trong 3 năm nhưng mà chị nhận thấy rằng là Mai là có một thời gian là được milestone đúng không ạ? Trong 2 năm liên tiếp lên 2 level đúng không ạ? Và trong năm nay thì bắt đầu là bạn khởi động năm mới với vị trí là SE đúng không ạ? Và bây giờ là lại tiếp tục là có rất nhiều cái hợp đồng gọi là tiền 10k trở lên đúng không ạ? Và sau này là sắp tới là sẽ đón một em bé thì phải nói là thật sự một năm cũng rất là ấn tượng của Mai. Chúc mừng Mai!